một sự kiện hoành tráng được tín đồ làm đẹp mong chờ sắp diễn ra. Mừng khai trương viện thẩm mỹ Diva An Dương, tọa lạc tại số 182 Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Dương, tỉnh Bình Định. Hiện tại thì mình đang rất là mong đợi ở cái sự kiện khai trương Diva, tại vì mình đã theo dõi Diva rất là lâu rồi. Ở đây thì em thấy có đa số các dịch vụ cho chị em chúng ta tha hồ lựa chọn luôn. Biết Diva đã lâu nè, mỗi lần mà khai trương Diva có rất là nhiều ưu đãi luôn, cho nên là chuẩn bị khai trương chi nhánh gần nhà nữa thì nhất định mình sẽ đi. Được thiết kế với không gian rộng lớn, hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất, cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm mang đến kết quả làm đẹp tốt nhất cho khách hàng. Chuyên viên thì tư vấn cho em rất là nhiệt tình, rất là tận tâm và rất là dễ thương. Bác sĩ thì tư vấn rất là nhiệt tình và đề xuất cho mình những cái phương hướng để mình có thể cải thiện cái làn da của mình. Cơ sở vật chất thì máy móc hiện đại cho nên là mình thấy rất là an tâm khi mà mình sử dụng dịch vụ ở đây. Em cảm thấy rất là tự tin và yên tâm khi mà giao sắc đẹp của mình cho Diva. Khách trương vàng tặng ngàn ưu đãi, tận hưởng top các dịch vụ với mức giá siêu hot. Triệt lông chỉ 49k, chăm sóc da chỉ 199k, xóa mày xử lý thâm môi chỉ 199k, điều trị da chỉ 399k, tắm trắng chỉ 499k, phun bày tản bột chỉ 699k, phun môi collagen chỉ 899k, Bisu Adeva collagen chỉ 1.999k. Ngoài ra cơ hội nhận hơn 1.000 quà tặng hấp dẫn, chăm sóc da triệt lông không đồng, voucher 500k, son Diva cao cấp, miễn phí xóa mây hỏng, khử môi thâm, soi da công nghệ AI hàng đầu hiện nay. Đến ngay viện thẩm mỹ Diva An Dương để tận hưởng các dịch vụ làm đẹp cao cấp, mức giá vô cùng phải chăng. Gọi 1900-2222 để được tư vấn miễn phí. Viện thẩm mỹ Diva, chuỗi hệ thống thẩm mỹ uy tín của phái đẹp Việt.